Chương trình này được bảo trợ bởi Tổ hợp luật sư lên Gọi ngay Mango Tours 866 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy 888 -880 Nguyễn Trường Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. Xin chào anh Trường. Xin chào Ngọc Lan và xin chào quý khán giả của Leader Sài Gòn TV. Gặp lại quý vị trong ngày thứ hai hôm nay đầu tuần. Hôm nay là ngày Tuần đầu tiên chúng ta bước vào mùa thu đúng, đúng rồi, không? Đúng tuần rồi. đầu tiên của mùa thu sáng ra thấy trời âm u và có uh, gọi là mưa phùn nhẹ thôi chứ không đến nỗi uh, ướt át cả đường nhưng mà vẫn là tuần đầu tiên của mùa thu. À, tôi với quý vị chúng tôi có ở trên Facebook, có ở trên YouTube và có ở trên mạng internet là tv com Trên TV bình thường ở miền Nam California đài 56 10 Bắc Cali 16.11 và Houston, Texas là đài 27.6. Bước vào mùa thu rồi ừ. cho nên là trời không phải là năm mua bắt đầu nó sụp tối hẳn nó, luôn, nó đúng lạ rồi, rất đúng. là lạ. Nếu như những ngày trước đó mình còn thấy trời đã sáng 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 nhưng mà chính thức bước vào mùa thu là ngày hôm qua 22 tây tháng 9 là bước vào mùa thu. Ừ. Hôm nay là qua là ngày 23 tháng 9 rồi. Chúng ta bước vào mùa thu hy vọng rằng là sẽ không còn một cái đợt nắng nóng nào hết. Trời nó sẽ từ từ tối tối qua đến tháng 10 là Sáu giờ sáng gần bảy giờ là trời vẫn còn mờ mịt luôn quý vị. À, thưa quý vị, hôm trước chúng tôi đã đưa tin là liên quan đến cái luật mà sử dụng cái túi nhựa ở trong các chợ đó à. là người ta đã đệ trình lên từ 2016 là tiểu bang California đã ra những cái lệnh liên quan đến cái chuyện là đi chợ, các chợ không có được cung cấp miễn phí các cái túi nhựa đó nữa, vân vân thì ngày hôm qua ngày 22 tháng 9 là thống đốc tiểu bang Gavin Newsom đã chính thức ký là cấm cái cung cấp túi nhựa đó tại các cái quầy thanh toán ở trong các cửa hàng tạp ừ. hóa hay đúng hơn là các cái chợ ở tiểu bang Cali và cái luật này sẽ được bắt đầu thực hiện là từ ngày 1 tháng 1 của năm 2026 tức là khi mà chúng ta đi chợ đó là sẽ không có được đến cái chợ chúng ta phải tự đem đồ theo đựng chứ ở chợ không có cung cấp nữa cũng không có bán cho chúng ta với cái giá là 10 sen nữa. Ở à, trước đây thì lúc mà không họ không có cho miễn phí thì chúng ta nếu như mà chúng ta bỏ ra 10 sen thì họ đưa cho chúng ta cái túi, chúng ta bỏ vào. Bây giờ không có cung cấp luôn. À, có nhiều câu hỏi đặt ra nói rằng là ủa như vậy thì ở những cái nơi khác đó ở ví dụ như ở chỗ những cái chỗ mà không phải là các cửa hàng tạp hóa, những cái tiệm bán thức ăn à, vô dư dòng như nhà hàng người ta mua đồ đựng được không? thì cái đó thì không có quy định ở đây chỉ nói là các cái cửa hàng tạp hóa chúng ta như là chúng ta đi chợ chúng ta mua đồ thì ở chỗ đó không có bán nữa thôi cái đó là quy định từ từ để dẹp hẳn cái chuyện mà nhựa thải này họ nói rằng trong thời gian qua kể từ năm 2016 khi mà sau một cái thời gian dài cái luật này nó người ta phải tranh đấu rất là nhiều kêu là không có sử dụng túi nhựa nữa cái rác thải nó trồng chất như vậy đến đời con, đời cháu của chúng ta nó sẽ gây nên ô nhiễm đủ thứ hết thì mới đưa ra cái chuyện rằng là thôi bây giờ để người ta hạn chế thì sẽ bán là 10 cent một cái nhưng mà bán 10 cent rồi người ta dùng để uh, cái túi đó dày hơn nhưng mà dày hơn rồi người ta bỏ ra 10 cent mua nhưng mà về nhà người ta vẫn vứt luôn chứ không có ai sử dụng lại hết. Rồi xong rồi sau đó cái người ta không đưa túi uh, túi nhựa cái nhiều chợ người ta cho cái túi giấy, ừ. túi giấy dựng dựng uh, đựng xong rồi về cũng vứt luôn. Rồi cái sau đó cái nhiều chợ cái uh, người ta cái túi uh, túi nhựa mỏng mỏng chắc là người ta in còn nhiều quá, cái họ cũng cho rồi đủ thứ kiểu hết. Thì giờ đến bây giờ là ngày hôm qua một loạt những cái luật ký ngày hôm qua chứ không phải là chỉ riêng cái luật này không, nhiều lắm thì từ từ chúng tôi sẽ gửi đến quý vị, nhưng mà quý vị chuẩn bị một tháng 1 của năm 2026 mới bắt đầu, nhưng mà đối với lại những cái nhà hàng người ta đựng thì cái đó không thấy là quy định ở đây. Mình thấy là nhiều tiệm bán đồ ăn mà mang đi đó, food to go đó, thì không họ có, vẫn không, xài những cái Cái đó không có quy định ở trong này. Đúng rồi, tất yeah. cả mình đi chợ, mình đi food, mình đi liquor store, mình đi nhiều chỗ đó ừ. mà họ vẫn xài cái bao đó. À, thưa quý vị à, có nói cái vấn đề này một lần rồi có nghĩa là à, trước đây thì có những cái lệnh cấm sử dụng bao mỏng sau đó thì đổi thành bao dày mà mình phải mua 10 sen một cái bao như vậy à, nhưng mà người ta cũng mang về nhà rồi người ta cũng quăng nó đi người ta cũng sử dụng như là bao đựng rác không có ai mà dùng đi dùng lại cái bao đó cho nên cái vấn đề là sau này những cái bãi rác cái số lượng bao nó còn nhiều hơn là trước khi có lệnh cấm nữa, nó, nó nó phản tác dụng, cho nên bây giờ luật mới lại được ký lại tức là không còn xài bao ni lông nữa, bao dày hay bao mỏng gì cũng không được nữa, đó, cho nên uh, theo thề, thề, thì mình cứ uh, đi chợ thì mình mang theo cái bao vải đó mà mình mà mình có được hay là cái túi gì đó mà mình đi shopping thì mình được uh, đưa cái túi đó đó mình xách theo uh, để đựng thì uh, đó cũng là một cái mà chúng ta giảm những cái bãi rác À, có một cái bản tin liên quan tới đời sống hàng ngày của chúng ta thì có một vụ mà hôm nay họ gọi là uh, cướp ở tại sao Cô Plaza cái tin này đó xảy ra vào tối chủ nhật thì một người đàn ông được cho là khi đi ra chiếc xe của mình là chiếc Lamborghini màu trắng đậu ở một cái bãi đậu xe ở gần Bloomingdale ở sao Cô Plaza thì nhân chứng cho biết rằng là hình như là có cuộc cãi vã xảy ra giữa hai người đàn ông và sau đó một người thì té xuống và sau đó người ta họ chạy lại họ coi đó thì thấy là cái ông mà té xuống là, là đã bị bắn một phát vào chân cái người bắn thì đã bỏ chạy trước khi cảnh sát tới à, cái người bị bắn thì không gây nguy hiểm đến tính mạng chỉ bị thương ở chân mà thôi và sau đó thì được xe cứu thương trở đi à, cảnh sát điều tra cho biết rằng là theo như những nhân chứng kể lại thì hình như là hai người này không quen biết nhau hay là họ nói rằng là cho tới giờ phút này vẫn đang điều tra coi là hai người này có quen biết nhau hay không trước đó. Nhưng mà chỉ biết rằng là một người đang đi bỏ ra xe thì có một người tới lại gần và sau đó hai người cãi nhau, cãi nhau xong rồi đó thì một một người rút súng ra bắn, bắn xong rồi bỏ chạy và cái người bị thương thì té xuống. Sau đó thì nhân chứng cũng như là những người mà à, gần đó Trước khi xe cứu thương tới thì cũng đã có à, à, sơ cứu cái người bị bắn đó à, và sau đó xe cứu thương tới thì chở đi. À, cũng nhắc lại là cách đây chừng 2 tháng thì có một vụ cướp cũng xảy ra ngay tại à, một cái mall gần đó nữa đó là Fashion Island. Rồi trước đó là có một cái vụ cướp, một, dự định là cướp cái xe Ferrari với cái xe Rolls Royce của hai người mà cũng đi shopping ở tại Fashion Island. À, Cuối tuần vừa qua thì uh, chúng tôi có cái bản tin mà sáng hôm nay thì không thấy nó nằm ở cái trang nào. Năm cái tiệm kế nhau ở Huntington Beach bị đập kiến vào tối thứ bảy. Wow. Có nghĩa là năm tiệm kế nhau luôn uh, bị đập kiến. Uh, có một người chủ nhân của một cái tiệm ở gần đó thì nghe được những tiếng động và gọi cảnh sát. Khi cảnh sát tới thì họ rượt đuổi theo cái xe. À, của cái những người mà đi ăn trộm ăn cướp đó nhưng mà cuối cùng để họ chạy mất cái xe đó là chiếc xe audi 7 chỗ à, hình như là q 6 q 7 gì đó chiếc xe audi à, mà không có biển số xe đó mà năm vụ năm cái tiệm cùng một lúc bị đập kiến ở ngay tại Huntington Beach ngay gần đây thôi nghe thật là đáng sợ nghe đáng Tôi sợ cuối tuần đủ thứ chuyện hết trơn và cũng chiều ngày hôm qua chiều chủ nhật thì có một cái tai nạn máy bay trên không không phải là tai nạn ở dưới đường nữa mà một vụ va chạm giữa không trung à. ở ngay los angeles giữa hai chiếc máy bay va chạm và một người đã bị tử nạn À, tối ngày hôm qua thì người ta chưa cho biết tên của người à, phi công này là ai nhưng mà theo cái bản tin à, vào tối ngày hôm qua cho biết đó thì hai chiếc máy bay đó đã rơi vào lúc từ lúc khoảng 1 giờ trưa ngày hôm qua à, theo à, tin tức thì à, sở cứu hỏa los angeles cho biết là một phi công thiệt mạng à, người kia đó thì không cho biết là cái thương tích như thế nào tên cái người bị thiệt mạng cũng chưa cho hay À, chỉ biết rằng là cái nơi mà hai chiếc máy bay va chạm xong rồi rơi xuống á, thì nó ở phía uh, phía đông uh, ở gần cái con đường số 47 và đại lộ F uh, phía đông nam của Los Angeles. Họ chỉ cho biết rất là ít chi tiết liên quan đến cái vụ này. Um, chỉ nói rằng là rất là may là nơi mà hai chiếc máy bay này va chạm xong rồi nó rơi xuống á, là ở một cái vùng đó cũng khá là xa xôi và hẻo lánh chứ nếu mà nó rơi xuống ở nơi cái khu vực mà nhà mà đông đúc á, thì có lẽ là người ta sẽ không có lường trước cái hậu quả nó như thế nào à, tuy nhiên hiện bây giờ thì cái cuộc điều tra nó vẫn đang tiếp tục người ta chỉ nói rằng là cái bản tin này đưa lên từ tối ngày hôm qua họ vẫn chưa có những cái cập nhật chi tiết chỉ biết là không biết là mình nghe tại tai nạn thì tai nạn trên đường phố nhưng mà đây là một cái cuộc va chạm giữa hai máy bay ở trên không trung và ở cái khu vực uh, họ nói là trong cái khu vực ở los angeles chỉ cho biết những cái chi tiết rất là hạn chế cho đến giờ này thôi cũng có nghĩa là đi cái nào nó cũng có những cái bất trắc những Đúng cái tai rồi. nạn xảy ra mà không biết làm sao À, xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại.